Xin Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Với mức lương hiện tại của mình, bạn nghĩ mình sẽ mất bao nhiêu năm mới mua được một căn nhà hay một căn hộ chung cư ở các thành phố lớn? Tất nhiên, giá nhà đất ở mỗi thành phố đều có sự chênh lệch đáng kể. Những hình ảnh dưới đây sẽ cho thấy để mua được một căn hộ ở các thành phố lớn trên thế giới, bạn phải mất bao nhiêu năm? ứng với mức lương trung bình sau thuế và giá trung bình của một căn hộ 50m2 bên ngoài trung tâm thành phố đó. Đầu tiên là thành phố Cape Town, là thủ đô thứ hai của Nam Phi và đồng thời là một trong những thành phố đông dân cư nhất của Nam Phi. Đây là nơi đặt trụ sở của tòa nhà quốc hội Nam Phi cùng nhiều cơ quan chính phủ quan trọng khác. Thành phố Cape Town nổi tiếng với cảng biển lớn nằm bên bờ Đại Tây Dương, đóng một vai trò huyết mạch trong giao thông đường biển quốc tế và những cảnh quan tự nhiên tươi đẹp như vườn quốc thực vật khép, núi cái bàn và mũi đất khép vươn dài ra biển. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn tại đất nước Nam Phi. Với vị trí thuận lợi kèm theo những hoạt động thu hút khách du lịch từ nhiều nơi trên thế giới, mức sống ở thành phố này không khiến nhiều người ngạc nhiên khi nó khá cao. Mức lương trung bình ở đây là hơn 27,9 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 855,2 triệu đồng. Nếu muốn mua một căn hộ 50 mét vuông bên ngoài trung tâm thành phố Khép Sao, bạn sẽ mất khoảng 2,5 năm. Tại thành phố Dubai Ngày nay, Dubai đã nổi lên như một thành phố toàn cầu và là một trung tâm kinh tế. Kinh thu chính của Dubai chủ yếu là từ du lịch, các dịch vụ tài chính và bất động sản. Gần đây, Dubai đã thu hút sự chú ý của thế giới thông qua các dự án xây dựng đổi mới có tính sáng tạo và những sự kiện thể thao lớn. Dubai được biết đến là một trong những điểm đắt đỏ nhất thế giới. Theo tính toán của Hoppa tại Dubai, tiền taxi trung bình 3 km, du khách mất khoảng 2,57 USD, tương đương 58.000 tiền Việt Nam. Các bữa ăn tiêu tốn khoảng 39,99 USD, tương đương khoảng 900.000 đồng tiền Việt Nam. Tiền khách sạn một đêm vào khoảng 306,39 USD, tương đương 6,9 triệu tiền Việt Nam. Và đương nhiên, nếu bạn muốn sống ở thành phố này, bạn phải thật tự tin vào nguồn tài chính của mình. Lương trung bình gần 74,5 triệu đồng, giá nhà trung bình ở đây là hơn 3,2 tỷ đồng và bạn sẽ phải mất khoảng 3,5 năm để mua một căn nhà tính theo thu nhập tại đây. Tại thành phố Berlin của Đức, Berlin là thủ đô và cũng là một trong 16 tiểu bang của Liên bang Đức với hơn 3,45 triệu người dân. Đây là thành phố lớn nhất của Đức. Khoảng 1 phần 3 diện tích của thành phố là rừng, công viên, vườn, sông và hồ. Do đó, thành phố này luôn có một bầu không khí trong lành. Đô thị lớn này là một điểm nút giao thông và là một trong những thành phố thu hút được nhiều khách du lịch nhất của lục địa này. Nhiều trường học, viện nghiên cứu, nhà hát và viện bảo tàng của Berlin có danh tiếng trên thế giới. Sống ở thành phố này, lương trung bình sẽ gần 49,2 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 3,2 tỷ đồng. Để mua được một căn nhà, bạn sẽ mất khoảng thời gian 5,5 năm và hơn thế nữa. Tại thành phố Cairo của Ai Cập, 80 triệu dân người Ai Cập sinh sống trên một vùng đất khoảng 40.000 km vuông dọc theo sông Nai và tập trung tại thủ đô Cairo. Thành phố này cũng là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch khi đến với đất nước Ai Cập. Ở đây cũng có sự khác biệt lớn giữa vùng New Cairo và Old Cairo, khi một bên là nơi tập trung sở bộ và nhiều trung tâm thương mại sầm uất, thì Âu Cairo lại cũ kỹ và dơ bẩn. Giao thông ở đây tương đối giống với Việt Nam và cả lương trung bình cũng không quá chênh lệch. Lương trung bình ở đây là hơn 6,7 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 470,5 triệu đồng. Bạn sẽ mất khoảng 6 năm để mua được một căn nhà ở thành phố Cairo. Tại thành phố Madrid ở Tây Ban Nha, là thủ đô và là thành phố lớn nhất ở Tây Ban Nha. Madrid là thành phố lớn thứ ba trong Liên minh châu Âu sau London và Berlin. Chùm đô thị Madrid có mức GDP lớn thứ ba trong Liên minh châu Âu. Madrid là thành phố thu hút du lịch nhất trên đất nước Tây Ban Nha và xếp thứ tư trên toàn lục địa. Ngoài ra, còn là thành phố được xem là nơi sống tốt đứng thứ 10 trên thế giới theo tạp chí Monaco trong bảng xếp hạng năm 2010. Madrid cũng nằm trong danh sách 12 thành phố châu Âu xanh nhất vào năm 2010. Lương trung bình ở đây là hơn 35 triệu đồng, giá nhà trung bình là 2,9 tỷ đồng. Thu nhập cao, tuy nhiên giá nhà cũng không hề thấp nên bạn sẽ mất khoảng 7 năm để mua một căn nhà ở thành phố Madrid. Tại thành phố Toronto của Canada, Toronto là thủ đô thương nghiệp của Canada là nơi đặt trụ sở của Sở giao dịch chứng khoán Toronto và năm ngân hàng lớn nhất toàn quốc. Toronto được xếp hạng là một thành phố toàn cầu hạng alpha và đứng hàng đầu thế giới về chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu. Thành phố này cũng luôn được xếp là một trong những thành phố dễ sống nhất theo xếp hạng của đơn vị tin tức kinh tế học và điều tra chất lượng sinh hoạt Mercer. Mức sống ở đây khá cao, lương trung bình là hơn 57,7 triệu đồng. Giá nhà trung bình là hơn 4,9 tỷ đồng. Với mức trung bình như thế, bạn sẽ mất 7 năm để sở hữu được một căn nhà tại thành phố này. Tại thành phố Astana của Kazakhstan, là thủ đô và thành phố lớn thứ hai của Kazakhstan. Đây là thành phố sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng khi lạc bước đến đây. Astana lưu giữ nét cổ kính của công trình tín ngưỡng nhưng vẫn gây ấn tượng vì vẻ hiện đại. Đây cũng là thành phố trong tương lai sẽ được đầu tư thay đổi và tái tạo theo một khuynh hướng mới mẻ, là một thành phố đáng mơ ước trong tương lai. Để sống trong thành phố mơ ước này, bạn sẽ có thu nhập trung bình là 10,2 triệu đồng và mất khoảng 7,5 năm để mua một ngôi nhà có giá trung bình là 925,5 triệu đồng. Tại thành phố Seoul của Hàn Quốc, Seoul là một trong 20 thành phố toàn cầu Hầu như một nửa dân Hàn Quốc sống ở vùng thủ đô Seoul khiến nó trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia này. Thành phố đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc và đã được xem là kỳ tích sông Hàn. Hiện đại, sầm uất và văn minh, đây là thành phố được rất nhiều du khách muốn đặt chân đến tham quan. Tuy nhiên, mức sống ở đây khiến bạn phải cân nhắc thật kỹ. Lương trung bình là hơn 57,2 triệu đồng giá nhà trung bình là hơn 5,4 tỷ đồng, bạn sẽ mất khoảng 7,5 năm. Không dễ dàng gì để có thể sở hữu một căn nhà ở đây đúng không? Thành phố Aston của Hy Lạp là một trong những thành phố cổ nhất thế giới với lịch sử được ghi chép ít nhất là 3.000 năm, nơi đây sở hữu những thành tựu vĩ đại của nhân loại. Ngày nay, đây là thành phố lớn thứ 8 ở châu Âu và đang nhanh chóng trở thành một trung tâm kinh doanh hàng đầu của Liên minh châu Âu. Dân số của thành phố là 3,3 triệu người và dân số vùng đô thị là 3,8 triệu người, là trung tâm của cuộc sống chính trị, văn hóa, công nghiệp, tài chính và kinh tế ở Hy Lạp. Lương trung bình ở đây là hơn 17,9 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 1,9 tỷ đồng, bạn sẽ mất khoảng 9 năm để mua được nhà ở thành phố này. Tại thành phố Stockholm của Thụy Điển, thủ đô Stockholm nằm ở phía đông bán đảo Scandinavia, trên 14 hòn đảo nhỏ với phong cảnh tuyệt đẹp và là trung tâm kinh tế chính trị của Thụy Điển từ thế kỷ 13 đến nay với sự tuyệt diệu của mình thành phố Stockholm Thụy Điển được ưu ái dành gọi bằng những cái tên như thủ đô của những thủ đô vùng Scandinavia một trong những thành phố đẹp nhất thế giới con đường dẫn đến giải thưởng Nobel thành phố của mọi cảm giác đây là điểm đến du lịch tuyệt đẹp và mơ ước của nhiều người Tuy nhiên, mức sống ở đây thuộc hàng đắt đỏ bởi thu nhập trung bình của người dân ở đây khá cao là hơn 63,7 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 6,9 tỷ đồng và bạn sẽ mất 9 năm để có một ngôi nhà cho riêng mình. Tại thành phố Sydney của Australia, thành phố Sydney là thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất của nước Úc và tất nhiên không ai có thể phàn nàn vì sao ở đây lại đắt đỏ bởi độ nổi tiếng và nền kinh tế của nước Úc. Quốc gia nhà hát con sò này có thu nhập trung bình rất khủng, lương trung bình là hơn 148,2 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 16,7 tỷ đồng và bạn phải làm việc cực lực 9 năm để có được một ngôi nhà. Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan là thủ đô và đồng thời là thành phố đông dân nhất của Thái Lan, Bangkok hiện là một trung tâm kinh tế và tài chính trong khu vực Đông Nam Á thành phố đóng vai trò một điểm trung chuyển trong giao thông quốc tế và nổi lên như một đầu tàu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật và thời trang giải trí. Về du lịch, Bangkok nổi tiếng với nhịp sống về đêm sôi động và nhiều di tích lịch sử văn hóa. Lương trung bình ở đây là hơn 14,8 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 1,9 tỷ đồng. Theo trung bình thì bạn sẽ dành dụm trong 11 năm để mua được một căn nhà ở Bangkok. Thành phố Rome của Italia là thủ đô của nước Ý và là một trong những thành phố có nhiều du khách viếng thăm nhất thế giới. Thành phố Rome là một trong những thương hiệu thành phố thành công nhất tại châu Âu và trên toàn thế giới. Cả về danh tiếng lẫn tài sản, khu trung tâm mang tính lịch sử của Roma được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Những di tích và bảo tàng ở đây đều được nằm trong danh sách 50 điểm du lịch được viếng thăm nhiều nhất thế giới. Lương trung bình ở đây là hơn 39,7 triệu đồng, Giá nhà trung bình là hơn 5,1 tỷ đồng. 11 năm là khoảng thời gian để bạn có thể mua được một căn nhà ở thành phố này. Tại thủ đô Paris của nước Pháp. Đây là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng với London và New York. Nổi tiếng với tên gọi kinh đô ánh sáng, Paris là một trung tâm văn hóa lớn của thế giới và cũng là một trong những thành phố du lịch thu hút nhất. Sự nhộn nhịp, các công trình kiến trúc và không khí nghệ sĩ đã giúp Paris mỗi năm có đến 30 triệu khách nước ngoài. Thành phố còn được xem như kinh đô của thời trang cao cấp với nhiều khu phố xa xỉ cùng các trung tâm thương mại lớn, là nơi đặt trụ sở chính của các tổ chức quốc tế như OECD, UNESCO, cộng với những hoạt động đa dạng về tài chính, kinh doanh, chính trị và du lịch đã khiến Paris trở thành một trong những trung tâm trung chuyển lớn nhất thế giới và được coi như một trong bốn thành phố toàn cầu cùng với New York, London và Tokyo. Mức lương trung bình ở đây là hơn 56,4 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 8 tỷ đồng. Hãy chuẩn bị trong 12 năm để mua một ngôi nhà cho mình ở thành phố sang trọng này nhé. Tại thành phố New York của nước Mỹ, New York là thành phố lớn nhất tiểu bang, đồng thời cũng là thành phố lớn nhất nước Mỹ. Chẳng cần phải giới thiệu thêm, về New York, khi là thành phố của đất nước vững mạnh nhất thế giới, đương nhiên, mức sống ở đây không phải ai cũng đáp ứng được. Lương trung bình ở đây là hơn 79,1 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 11,6 tỷ đồng. Bạn sẽ mất khoảng 12 năm để mua được một căn nhà ở thành phố này. Tốt nhất bạn hãy thật chăm chỉ, siêng năng và đừng bao giờ để bị mất việc nhé. Đến với thành phố Moscow của nước Nga, Nhắc tới nước Nga, chúng ta không thể không nhớ đến Moscow, một thành phố du lịch nổi tiếng của nước Nga. Đến với Moscow, chúng ta sẽ thấy được sự trắng lệ cũng như lãng mạn của thành phố du lịch nổi tiếng này. Được sống ở đây cũng là mơ ước của rất nhiều người. Lương trung bình ở đây là hơn 17,7 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 2,6 tỷ đồng. Bạn sẽ mất khoảng 12,5 năm để mua được một ngôi nhà ở thành phố này. Tại thành phố Minsk của Belarus là thủ đô, đồng thời là thành phố lớn nhất của Belarus, trung tâm chính trị, công nghiệp, khoa học và văn hóa của cả nước. Minsk được biết đến là thành phố của văn hóa, lịch sử và di sản. Thành phố có nhiều bảo tàng quan trọng và các nhà hát lớn. Lương trung bình ở đây là hơn 8,6 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 1,3 tỷ đồng. Và theo thống kê trung bình thì bạn sẽ mất khoảng 13 năm để mua được một căn nhà ở thành phố Minsk thành phố Tokyo của Nhật Bản. Đây là thành phố của quốc gia có nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới. Mức sống ở đây đắt đỏ đứng thứ hai trên thế giới và cũng đòi hỏi rất cao về chất lượng. Muốn có một cuộc sống trên mức bình thường một chút ở Tokyo, bạn phải thật giàu có. Bởi ở đây một chiếc quần bó có giá tới 147 USD. Xem một bộ phim ở Rạp, bạn sẽ mất 46 USD. Thuê một căn hộ không có đồ đạc với hai phòng ngủ ở Tokyo, bạn phải bỏ ra trung bình khoảng 4.847 USD mỗi tháng. Cũng căn hộ như thế ở New York thì chỉ có chi phí là 4.500 USD. Vậy, để mua được một căn hộ, bạn sẽ mất khoảng 13 năm dành dụm. Lương trung bình sẽ là 62,2 triệu đồng. Giá nhà trung bình ở đây thì hơn 9,7 tỷ đồng. Tiếp theo là thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Thành phố nổi tiếng với phong cảnh tự nhiên, các lễ hội Carnival, nhạc Samba và các loại hình âm nhạc khác nhau, các bãi biển. Ở đây có bức tượng lớn của Đức Jesus đứng trên đỉnh núi nhìn ra biển. Dù có vẻ đẹp và sự quyến rũ, tuy nhiên thành phố này vẫn là một trong những thành phố bạo động nhất thế giới. Lương trung bình ở đây là hơn 14,3 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 2,3 tỷ đồng bạn sẽ mất khoảng 14,5 năm để mua nhà ở thành phố này. Tại thành phố Mumbai của Ấn Độ, Mumbai là thành phố giàu nhất và đông dân nhất ở Ấn Độ. Tuy nhiên, ở thành phố này cũng tồn tại sự tương phản rất lớn khi Mumbai cũng là nơi tập trung những khu ổ chuột lớn nhất của đất nước. Và đương nhiên, khi bạn muốn sống ở khu có đẳng cấp cao hơn, bạn sẽ mất khoảng 15 năm để mua nhà ở thành phố này, trong khi lương trung bình là hơn 15,3 triệu đồng giá nhà trung bình ở đây là hơn 2,9 tỷ đồng. Tại thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc, Bắc Kinh là thành phố lớn thứ hai của Trung Quốc và là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục của Trung Quốc, là thành phố của sự cổ kính hiện đại, vừa trắng lệ vừa vĩ đại. Thành phố nổi tiếng với các cung điện sang trọng, chùa miếu, hoa viên, lăng mộ, tường và cổng thành, cùng với đó là các kho tàng nghệ thuật và các trường đại học đã biến Bắc Kinh trở thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật tại Trung Quốc. Lương trung bình ở đây là hơn 30,5 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 6,4 tỷ đồng và bạn sẽ mất khoảng 17,5 năm để sở hữu một ngôi nhà cho mình theo thống kê lương và giá trung bình. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể hiện cụ thể nhất vì dân số Trung Quốc quá đông. Tại London của nước Anh London là một thành phố toàn cầu, cùng với thành phố New York là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Đây cũng là địa điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách trên thế giới đến tham quan hàng năm. Không chỉ mong muốn một lần được đặt chân đến London, người ta còn muốn được sinh sống trên đất nước hiện đại và phát triển nhằm thay đổi tư duy và lối sống. Lương trung bình ở đây là hơn 65,2 triệu đồng, giá nhà trung bình là hơn 14,2 tỷ đồng. Mức lương trung bình ở đây cao nhưng giá nhà cũng không hề thấp. Theo thống kê thì có thể bạn sẽ mất gần 18 năm để mua được một căn nhà ở đây. Trên đây đều là những thành phố lớn và nổi tiếng trên thế giới với giá nhà vô cùng đắt đỏ. Với mức lương của mình hiện tại ở Việt Nam, bạn nghĩ mình có thể mua nhà được ở thành phố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi. Quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại